Em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay tiếp tục lên cho các bác nhiều cái giò lan nó đẹp đẹp một chút. Mã số 1 này các bác này. Đây là giò kiều tím yên tử nhá. Tím yên tử. Dòng này thì hoa cực kỳ tím, dòng này thì bảo hành mật hoa luôn cho các bác, hoa cực kỳ tím nhá. Mã số 1 của em có giá là 300.000 thôi, 300.000. Cho mã số 1. Đấy, 300.000 cho mã số 1. Tím yên tử. Mã số 2 này. Một giò mỡ gà rất là đẹp này các bác này. Đấy. Mã số 2 nhá, một giò kiều mỡ gà. Đẹp long lanh như này. Của em cũng có giá là 300.000 nhá, cũng có giá là 300.000. Cho mã số 2. Mã số 3 này các bác này, một giò cửu bảo tiên nhá. Cửu bảo tiên. Mã số 3. 350.000. 350.000. Cho mã số 3. Cửu bảo tiên, cái dòng này hoa rất là đẹp và thơm nhé các bác. Mã số 4 này, một giò tam bảo sắc này, cực kỳ đẹp nhá. Toàn cây đẹp, nhưng cái hàng này hàng giống thôi nhưng mà toàn cây đẹp thôi nhá. Mã số 3 của em có mã số 4 nhá. Mã số 4 của em có giá là 350.000 nhá, 350.000. Cho mã số 4. Mã số 5 này. Một giò u lồi nha các bác nhá. Đấy. Giò u lồi to vật vã như này. Đấy. Cái này thì em cũng phải nói rõ nhá. Là đây này. Cái thân này này các bác này. Con gà em treo gần chuồng gà, con gà nó bổ nó bị gập mất một thân nhá. Đây này, nó bổ mấy cái lá linh tinh hết cả ra này. Đấy, nó bổ mấy cái lá mới gặp cái thân đấy nhá. Đây, mấy cái lá này là cũng bị nó bổ đi nhá. Em nói rõ luôn trên video với các bác nhá. Mã số 5 của em có giá là 800.000 nhá. 800.000. Cho mã số 5. Đấy, u lồi nhá, hoàng thảo ngũ tinh, hoàng thảo u lồi, một giò. Giò này nó khoảng 15 16 thân nhá các bác nhá. Giá rất là hợp lý luôn. Này mấy nhỉ? Mã số 6 này các bác này, một giò kiều vuông rừng ghép lũa tương đối đẹp này. Đấy. Mã số 6 của em có giá là 300.000 nhá. 300.000. Cái này nó là kiều vuông nhá các bác nhá, kiều vuông rừng ghép lũa đẹp cực kỳ luôn. Mã số 7 này, một giò kiều vuông này. Cũng tương đối đẹp này, thân thủ cực kỳ đẹp này. Mã số 7 của em có giá là 280.000. Thân thủ to lắm rồi. Các bác, giò kiều này cực kỳ đẹp luôn. 280.000 cho mã số 7. Giò này đẹp thật, nhìn rất là đẹp. Mã số 8 này các bác này, nhãn 4N đẹp chưa. Đấy, một giò nhãn 4N như này nhá. Em đếm cặp lá cho các bác này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cặp lá rưỡi. Đấy. Mã số 8 nha các bác nhá. Mã số 8 của em có giá là 650.000. 650.000. Cho mã số 8, cái này nhạn 4N xếp về đẹp long lanh luôn. Đấy. Cực kỳ đẹp, cái dòng này hoa rất là thơm nhá. Riêng cái dòng này chơi thân lá nó cũng đã đẹp rồi, chưa nói đến hoa, mà hoa nó cực kỳ VIP luôn nhá. 650.000. Cho mã số 8. Mã số 9 này các bác này, một cây chất lượng cao chưa. Đấy, nhạn 4N nó phải như này. Đấy, nó như này nha các bác nhá. Đẹp long lanh luôn. Mã số 9 của em cũng có giá là 650.000. 650.000 cho mã số 9. Nhạn 4N các bác nhá. Tiếp tục lên cho các bác giò nữa này. Mã số 10 này. Đỉnh cao của chất lượng luôn các bác ạ. Cũng 650.000 nhá. Mitsu đấy, cái dòng Mitsu này thì cực kỳ hiếm nhá. Đấy. 650.000 cho mã số 10, nhạn 4N nó phải như này này các bác này, không phải là nhạn 4N mà lá nó dài hàng gang tay đâu. Nhạn như này nó mới là VIP này. 650.000 cho mã số 10.
Mã số 11 này các bác này, 1 giò gà như này nhá. 450.000. 450.000. Cho mã số 11 đùi gà tròn. Mã số 12 này các bác này. Một giò này. Cũng rất là đẹp này. Cũng 450.000. Cũng 450.000. Cho mã số 12, một giò gà đẹp long lanh như này nhá, cũng 450.000. Cho mã số 12. Mã số 13 này các bác này, một giò coki à, một giò tự nhiên là vừa ấy lại quên nhỉ. Mã số 13, cái này là cửu bảo tiên nhá. Đấy. Đấy. Mã số 13 của em có giá là 320.000 nhá, 320.000. Cho mã số 13 cửu bảo tiên. Mã số 14 này các bác này. Một giò kiều kiều dẹt này. Đấy. Mã số 14 của em có giá là 500.000 nhá, 500.000. Cho mã số 14. Cái này kiều dẹt thì giá nó rất là cao các bạn. Riêng cái thằng kiều dẹt này giá rất là cao. Đấy. 500.000 cho mã số 14. Mã số 15 này các bạn này, một giò kiều vuông nó bắt tiếp này. Mã số 15 của em có giá là 300.000 nhá, 300.000. Cho mã số 15 cái kiều vuông nó bắt. Mã số 16 này, một giò cáo này, nguyên bản này, 280.000, một mẹ hai con, nguyên bản từ rừng. 280.000 cho mã số 16. Cáo như các bác nhá, 280.000, một mẹ hai con, nguyên bản từ rừng. Mã số 17 này, ba cây cáo xếp như này nhá. Đấy. Mã số 17 của em có giá là 350.000. 350.000. Cho mã số 17. Đẹp long lanh luôn, kiêng cáo này. Mã số 18 này các bác này, một giò hoàng hoàng thảo vôi này. Mã số 18 của em có giá là 250.000 nhá. 250.000. Một giò hoàng thảo vôi to bự như này nhá. 250.000. Cho mã số 18. Mã số 19 này, một giò tam màu sắc này. To vật vãi này, cây tương đối là đẹp. Mã số 19 của em có giá là 450.000 nhé. 450.000. Cho mã số 19. Mã số 20 này các bác này. Một giò phi điệp vàng này. Phi điệp vàng to bự như này nhé. Đang nụ nhé. Đang nụ. Mã số 20 của em có giá là 700.000 nhé. 700.000. Cho mã số 20. Phi điệp vàng đang rất nhiều nụ nhé. Mã số 21 này, một giò cáo tiếp theo này. Một cây 2 3 4 5 cây xếp rất là đẹp này. Mã số 21 của em có giá là 480.000. 480.000 cho mã số 21. Cáo nha các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn. 5 cây xếp đẹp long lanh luôn. Đấy, 480.000 cho mã số 21. Dòng cáo Lai Châu mà kiếm được những cái cây nó xếp xếp là tương đối là chất lượng đấy các bạn. Cho mã số 21. Mã số 22 này. Mã số 22 này. Quế lá nhăn nhé, đang có hai cái nụ này các bác này. Đấy. Mã số 22, một mẹ một con. Con cũng nhăn rồi nhé các bác nhé. Con này lá nó cũng nhăn này. Mã số 22 của em có giá là 2.300.000.
2.300.000 đây, em đứng sai ra cho các bác nhìn nó như này nhé. 2.300.000 đây, còn nó đây. Đấy, còn nó cũng tương đối to rồi. Cho mã số 22. Mã số 23 này các bác này. Vanda Uyên Ương. Mã số 23 của em có giá là 220.000. 220.000. Cho mã số 23. Mã số 24 này các bác này, một tác phẩm đua chồn đỉnh cao của chất lượng luôn nhá. To vật vã như này. Mã số 24 ghép lũa cực đẹp nhá. Đấy, ghép cái lũa rất là đẹp. Lũa này không biết là gỗ gì, nặng lắm các bạn. Mã số 24 của em có giá là 1.300.000 nhá. 1.300.000. Cho mã số 24. Mã số 25 này các bác này, một giò tam bảo sắc to bự như này, cây rất là đẹp này. Đây này các bác này. Đấy. Mã số 25 của em có giá là 550.000. 550.000. Cho mã số 25 nhé các bác nhá. Đây, nó như này. 550.000. Cho mã số 25 tam bảo sắc. Mã số 26 này, một giò thanh đạm sữa này. Hoa rất thơm các bạn. Vẫn còn đang nhiều nụ nha các bác nhá. Hoa rất là thơm. Vẫn còn đang rất nhiều nụ đây. Mã số 26 của em có giá là 250.000 nhá. 250.000. Cho mã số 26, hoa nó rất là đẹp này các bạn và thơm nhá. 250.000 cho mã số 26. Mã số 27 này các bạn này, một giò long tu đá to như này nhá. Mã số 27 của em có giá là 450.000. Cái này là long tu đá tím Sìn Hồ nhé, nó mọc trên cái vùng núi đá của huyện Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu nha các bác nhé. 450.000. Cho mã số 29 nha các bác nhá. Mã số 30 này. Mã số 30 này các bạn này, một giò kiều trắng tinh nhá. Đấy, có hoa đây nhá, mặt hoa đây chuẩn cây chuẩn giống. Cái hoa này là hoa em kích ra để cho nó chuẩn giống cho các bác này. Cái này thì làm hoa quanh năm được nhé các bác nhé. Các bác thích làm hoa thì có thể là em làm hoa xong là gửi cho các bác lại tiếp tục được chơi hoa nhé. Mã số 30 của em có giá là 1.200.000. Cái này mà em làm cho các bác khoảng tầm 5 thân hoa nên ra 10 bông thì chơi hoa thoải mái luôn. Đấy. Các bác thích chơi hoa quanh năm được. Các bác có thể làm 5 thân này, xong là khi mà nó nở hoa nó tàn các bác lại làm tiếp 5 thân là chơi hoa gần như quanh năm. Đấy. 1.200.000 cho mã số 30. Mã số 31 này các bác này, đây là một giò kiều tím miền Trung nhé. Đây này các bác này. Mã số 31 của em có giá là 380.000 nhé. 380.000 cho mã số 31 kiều tím miền Trung. Đấy. Thân thủ nó đen xì đẹp. Đấy, giò này tương đối đẹp với các bạn. Hoa cũng tương đối tím nhá. Hoa cũng tương đối tím đấy. Hoa cũng rất là đẹp luôn. Cho mã số 31. Mã số 32 này các bạn này, giò hạc vĩ thiên cung lữ bố đẹp chưa? Thân thủ dày di dít đẹp, long lanh luôn. Đến mùa hoa thì nó lở hoa tím đậm luôn. Riêng cái dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố này hoa rất là tím. Mã số 32 của em có giá là 300.000 nhá. 300.000 một cái bảng này, cực đẹp luôn. 300.000 cho mã số 32. Mã số 33 này các bạn này, một giò kim điệp mắt đỏ nhé. Kim điệp mắt đỏ. Cái dòng kim điệp mắt đỏ này giá nó cũng tương đối cao đấy các bạn. Mã số 33 của em có giá là 350.000. Dòng kim điệp mắt đỏ này nó là cái dòng hiếm đấy, nhưng hoa nó cũng rất là thơm luôn. Cho mã số 33.
Mã số 34 này các bác này, một chậu gà chớp nhá. Cái gà này các bác mà cần mặt hoa thì cứ kết bạn Zalo em gửi mặt hoa cho, cực kỳ đẹp luôn. 1 2 3 4 5 6 7 cả to cả nhỏ nhá. Những cái cả thân như này nhá. Cả thân to như này là 7 thân nhá. Mã số 33 của em có giá là 550.000 nhá, 550.000. Cái này là gà chớp nhá, đùi gà đột biến của Lai Châu đấy các bác. Mã số 34 này, gà chớp tiếp này, chậu này thì thân nó to hơn này, mùa hoa tới thì đảm bảo các bác rực rỡ luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 thân. Mã số 34. 750.000. 750.000. Cho mã số 34, gà đột biến gà chớp nha các bác nhá, hoa nó chớp cực kỳ đẹp luôn. Mã số 35 này. Đen dô tím nhật nha các bác nhá. Mầm gốc nó cũng đang lên rất là nhiều này. Đấy, mầm gốc đang lên. Mã số 35 của em có giá là 300.000 nhá. 300.000. Cho mã số 35. Đen dô tím nhật. Mã số 36 này các bác này. Đây, đột biến nhá, hàng đột biến cho nên giá nó hơi cao một chút nha các bác nhá. Hoa thơm. Mã số 36, đây là một giò kim thoa, à giò thập hoa trắng nhá. Thập hoa trắng nhá. Mã số 36 của em có giá là 2 triệu đồng, 2 triệu đồng, chuẩn cây chuẩn giống luôn. Cái này thật sự các bác này em lấy của dân về rất là cao. Cho nên là nhiều khi những cái dòng đột biến này mình thích thì mình lấy về đấy, bán cho các bác nào mà ấy thì giao lưu, không thì cái này thì em vẫn để giống thoải mái các bạn, vì những cái dòng này nó đẹp. 2 triệu đồng cho mã số 36. Mã số 37 này các bác này, các bác này đấy, hôm vừa rồi có bác nào gọi ấy, hỏi em chồn này, cây chồn đỉnh cao của chất lượng luôn, VIP luôn. Đấy. Đây các bác xếp rụt rịt bẹ nó to như này. Mã số 37 của em có giá là 450.000 nhá. 450.000. Đấy, không đắt đâu các bạn. Em bán như vậy là rẻ so với anh em ở Lai Châu rất là nhiều đấy. Thật sự ở Lai Châu các bác nhiều khi người Mông người ta bán những cây như này khoảng tầm 700 đấy, không em không phải nói phét đâu. Thật 700 người Mông người ta bán đấy, nhưng mà em chỉ bán 450 thôi. Cho mã số 37. Mã số 38 này, một tác phẩm phi điệp vàng này, dài khoảng thân dài nhất nó khoảng gần 2 mét nha các bác nhá. Gần 2 mét luôn, thân dài nhất nha các bác nhá. Đấy, gần 2 mét. Đấy, đây này các bác này, cái thân này này. Đấy. Mã số 38 chi chít nụ luôn, 700.000. 700.000 cho mã số, đây là nụ này các bác này. 700.000 cho mã số 38. Đấy, đây các bác nhá. Số 38 cũng là số cuối của em nhá. Mong được sự ủng hộ của các bác. Đấy, em xin chào tất cả các bác.